Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn tới với phần tiếp theo của Tip and Trick on TA Porto. Thì trong phần này Hugh sẽ hướng dẫn các bạn cách thức chúng ta bật tắt hay còn gọi là start stop Cebu FB1200 1500. Và chúng ta không cần phải sử dụng cái nút hardwick hard key trên PUC. Tại vì con FB1200 không có cái switch để chuyển startup, chỉ có con FB1500. Và chưa kể khi các bạn xảy ra sự cố thì các bạn phải phải làm gì? Phải chạy tới các bạn dùng phần mềm TA Porto và các bạn kích hoạt lên. Cái việc đó không phải ai cũng biết làm, và kỹ thuật của nhà máy sử dụng đó cũng có thể chưa thuần thục lắm. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc đó là hệ thống máy của các bạn bàn giao cho khách hàng chưa được tốt. Thì đây là một cái tip nhỏ hướng dẫn cho các bạn các bước để chúng ta thiết kế một cái hệ thống đó, thêm thêm cái tính linh hoạt cho người dùng. Vậy chúng ta sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái project mới ở đây ha. Nếu đặt tên là My Control đó. Mình OK. Với cái phần này thì chúng ta cũng hoàn toàn sử dụng với các cái bộ controller của S7102 một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ tạo ra PLC, đây là My Controller. Chọn Cebu. Và ở đây mình sẽ sử dụng một con PLC version 2.2. OK. Bắt đầu mình detect. Tạp chất. OK. OK, chúng ta đã thực hiện xong. Chúng ta có thể kiểm tra xem địa chỉ IP của thiết bị. Click vào đây, chúng ta coi trạng thái, chúng ta hoàn toàn có thể đổi được ở đây. Interface chọn vào đây, ví dụ như mình sẽ chọn là 100. OK, 100. Chúng ta sẽ add một cái new device, có thể là một cái màn hình basic cũng được, màn hình comfort cũng được. My hát mấy mình chọn OK. OK, mình quay lại device network, mình sẽ thấy ở đây mình muốn đặt cái địa chỉ address của nó là 110 chẳng hạn. Mình link interface bình thường. Đấy. Trong connection chưa có. Mình tạo connection màn hình. OK. Mình sẽ đặt là My Connection. Thế là xong. Tại vì cái việc mà hỗ trợ diagnostic và cái việc tối đa hóa cái việc kết nối giữa PLC và màn hình, chúng ta có thể sử dụng nó như thế này. Đồng thời các bạn có thể tạo ra đây là My Screen. OK. Việc thao tác là khá là đơn giản. Các bạn sẽ thiết kế hai cái nút nhấn là Start Cebu. Đó. Chúng ta có thể design một cách rất là nhanh chóng, một cách đơn giản ở đây. Show list. Tắt đây, chúng ta sẽ chọn vào một cái màu xanh. OK, hoặc các bạn có thể chọn màu xanh thẫm như thế này. Đó. Button. Rồi, chúng ta sẽ copy nó ra. Các bạn chỉ cần control kéo ra, nó tương tự như nút copy paste.
À, ok, như thế này chúng ta sẽ chọn lại màu cho nó là một màu khác, màu sẫm hơn. Chúng ta có thể căn lại vị trí. Như vậy chúng ta đã có thể biết được cái thông tin để start top rồi, nhưng mà chúng ta muốn hiển thị cái trạng thái của nó, chúng ta sẽ sử dụng một cái IO field. Và trong IO field này chúng ta sẽ sử dụng cái trạng thái của nó là output để hiển thị thông tin. Ok, output. Ok, chúng ta cứ để sau nhé. Và đây chúng ta sẽ thực hiện tạo event cho nó, click. Chúng ta sẽ thực hiện là set PC mod, tức là cài đặt. Và connection thì cái này đối với PC cement hỗ trợ connection thì chúng ta start up. Chế độ chúng ta chọn là run. Ok, run. Còn ở bên đây là stop. Set PC mod và chúng ta sẽ chọn connection ở đây là stop. Như vậy là xong, nhưng mà mình muốn thêm lấy thêm cái trạng thái của nó thì chúng ta sẽ sử dụng nick get PC mod. Chúng ta sẽ đưa vào trong trạng thái đây và output chúng ta sẽ tạo ra một cái ngõ ra, mình gọi là status PC, mình chọn ok. Tương tự như vậy chúng ta stop, chúng ta sẽ cũng lấy là get PC mod, chọn như đấy. Chúng ta sẽ thực hiện status để chúng ta lấy trạng thái, và trạng thái đấy nó sẽ hiển thị theo interface ở đây để chúng ta tạo ra một cái IO field, và chúng ta sẽ tạo ra một cái test list và đặt ở đây là status controller. Status controller nó sẽ có hai trạng thái. Ok, S, S. Khi chúng ta lấy ở đây trạng thái 4 đó, thì tương đương, tại vì sao bit của nó là nó sẽ có một cái dạng bit gọi là line bit. Hiếu sẽ có thể các bạn tìm hiểu thêm về line bit của PC nó sẽ như thế nào. Đó. Thì số 4 sẽ biểu thị cho gọi là top CPU, mình gọi là controller in top mode. Run CPU thì chúng ta copy and paste ở đây, run mod. Đó. Và trong trạng thái ở đây chúng ta sẽ chọn vào tag là status và chọn vào status controller là controller in stop mode. Đó. Và hiển thị thông tin chúng ta có thể aspire, chúng ta tính cái độ dài này, chúng ta tắt đi. Đó. Các bạn thấy cái chữ nó hiển thị, và chúng ta muốn cái màu sắc của chữ có thể thay đổi thì các bạn sẽ chọn experience, chọn vào status. Nó sẽ có hai trạng thái là 4 và 8. Thì 4 mình chọn sang background, một cái màu của background là màu màu sẫm, và màu của background là chúng ta chọn màu màu xanh nếu số 8. Ok, việc kết nối như thế khá là đơn giản, chúng ta chỉ dựa vào gì? Connection. Đó. Điều này chỉ áp dụng đối với PC của Siemens F7 1200, 1500. Chúng ta combine and download chương trình xuống PC. Load.
Đó. Start mode. Ok, chúng ta có thể go online. And chúng ta sẽ thấy cái trạng thái của nó, CPU ở đây, thông tin. Và chúng ta chọn vào chạy run simulation cho màn hình của chúng ta. Ok, các bạn có thể thấy trạng thái chúng ta sẽ stop CPU. Đó, các bạn sẽ thấy trạng thái CPU stop và chuyển sang là controller in stop mode. Chúng ta start CPU. Đó. Ok, chúng ta start CPU. Nó sẽ chuyển sang trạng thái là controller in run mode, tại vì trạng thái khi nó chưa thay đổi nó xong, chúng ta có thể get lại cái hiện tượng get lại cái stack của chúng ta. Đó. Stop. Nó mất. Start. Đó. Các bạn thấy rất là đơn giản. Thì chúc các bạn thành công với tip and trick on TA Porto. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các tip sau, và nhớ follow kênh PUC Việt Nam để nhận được những cái tip and trick còn hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.